Xin chào mọi người, hôm nay em sẽ quay cho mọi người xem cái quy trình làm bát hương mà ép khuôn thủy lực thì như thế nào nhé. Hoặc là ép khuôn máy đấy, em gọi là ép khuôn máy đấy. Thì sẽ như thế này, nó sẽ là một cái máy như thế này. Đấy, cái này khác với đổ rót mọi người nhé. Khác với đổ rót, ép khuôn máy như thế này thì cái đất ấy thì nó sẽ làm dẻo. Dẻo như là bột mình làm bánh ấy, mình nhào nặn ấy. Đấy, sau đó cho vào một cái khuôn và đưa cái máy này xuống. Nó sẽ ép vào. Đấy, thì nó sẽ ra được cái thành phẩm như thế này. Đây là thành phẩm nhé, những cái sản phẩm đây là bát hương ép khuôn máy này, đấy, ép khuôn máy, bên trong lòng này là bát hương mọi người nhé, trong lòng này là bát hương này. Thì cái ưu điểm của ép khuôn máy ấy thì sẽ như thế nào? Cái ưu điểm của ép khuôn máy đó chính là nó sẽ làm cho bát hương nó sẽ đều nhau từ về trọng lượng, độ mịn màng, nó sẽ là đều nhau. Chứ nó không bị giống nhiều đổ rót nhé. Đổ rót thì nó sẽ khác với cả ép khuôn máy. Đổ rót là công nghệ cũ, ép khuôn máy là công nghệ mới. Đổ rót thì nhiều khi là cầm có bát nặng bát nhẹ, nhưng mà ép khuôn máy thì đa phần các bát là sẽ nặng như nhau, đa phần là sẽ nặng như nhau. Nếu như mà nó lệch nhau chỉ lệch tí ti thôi chứ không lệch nhiều. Cùng là đất nhưng mà nếu mà đổ rót thì sẽ phải là khoáng ra thành hồ, nhưng mà cái này là sẽ tạo thành những cái cục đất, nhiều là những cái cục bột để làm bánh ấy. Đấy, xong bắt đầu mình bỏ vào cái khuôn này. Đây là khuôn rỗng này. Đây khuôn rỗng đây. Sau cái khuôn rỗng thì cho lên máy đây để ép. Khuôn rỗng cho lên máy này để ép này. Ép xong thì sẽ ra được như thế này. Ép xong thì sẽ ra được như thế này. Nó sẽ nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn. Và khi mà xong thì lại để những cái hàng phơ lên trên kia. Đấy. Để cái hàng phơ lên trên kia nhá. Nhiều anh chị sẽ thắc mắc là tại sao lại phải phủ túi bóng như thế kia. Phủ túi bóng như thế kia để cho nó, khi mà hơi nước nó ra nó sẽ ra rất là chậm, nó ra đều, nó không bị ra quá nhanh. Nếu mà không ủ túi bóng thì nó sẽ hay bị nứt. Không ủ túi bóng như này nó sẽ hay bị nứt. Đấy, đây là một cái quy trình làm bát hương ép thủy lực, nó là như vậy mọi người nhé. Đây này, những cái này là đã khô cứng rồi, những cái này là đã khô bong hết nước rồi thì là bỏ ra thoải mái. Còn những cái mà bọc ở trong túi bóng là mới làm ra thì phải bọc lại như vậy. Thường thì những sản phẩm bát hương hay là những cái sản phẩm mà thông dụng ấy thì sẽ phải đúc sẵn ra như thế này rất là nhiều. Đúc sẵn ra để khi nào cần cái thì bỏ vào vẽ luôn thì nó sẽ nhanh, chứ không phải đi đổ lại. Nhưng mà khi nào mà hết những cái hàng phơ như thế này thì sẽ lại phải làm lâu hơn. Đấy, đây là những cái hàng này là hàng đang chờ vẽ thôi. Hàng này chờ vẽ mọi người nhé. Đây, mọi người theo dõi kênh để xem thêm nhiều những cái sản phẩm gốm sứ và quy trình sản xuất gốm sứ của Bát Tràng nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này.